Xin chào tất cả các bạn, thì hôm nay mình sẽ xin nói về một chủ đề quan trọng bậc nhất trong nội khoa nói chung và nội tim mạch nói riêng, đó là vấn đề suy tim. Thì trước khi đi vào cụ thể từng mục thì chúng ta sẽ lược qua các mục. Thì về thứ nhất là về giải phẫu sinh lý, chúng ta cần nắm rõ để hiểu rõ về suy tim, cũng như là chúng ta cần hiểu định nghĩa. Thì định nghĩa là một trong những cái người ta đã rút ra đúc kết lại, và chúng ta sẽ dựa vào định nghĩa để phân biệt bệnh này bệnh khác, hội chứng này hội chứng khác. Và chúng ta cần nắm rõ về sinh lý bệnh và cơ chế bù trừ, thì đây là một phần rất quan trọng trong cái bài suy tim này. Thì nắm được sinh lý bệnh và cơ chế bù trừ thì chúng ta sẽ hướng tới điều trị hiệu quả hơn, cũng như là hiểu về triệu chứng lâm sàng rồi nguyên nhân của nó. Rồi nguyên nhân của suy tim thì chúng ta sẽ đi theo cái dàn của sinh lý bệnh. Rồi một cái phần quan trọng khác đó là triệu chứng, thì nắm rõ triệu chứng lâm sàng bao gồm triệu chứng thực thể và triệu chứng cơ năng thì sẽ giúp cho quá trình hỏi bệnh thăm khám được hiệu quả nhất. Cũng cần lưu ý đó là yếu tố thúc đẩy của suy tim và phân độ của suy tim. Thì phân độ ở đây là phân độ về mặt chức năng, là được đánh giá thông qua các hoạt động hàng ngày của bệnh nhân, để từ đó chúng ta có thể đưa ra các chiến lược điều trị phù hợp. Thì đầu tiên thì chúng ta sẽ đi vào phần thứ nhất là giải phẫu và sinh lý của tim. Thì tim được chia làm hai phần không thông với nhau là tim trái và tim phải. Tim trái thì gồm thất trái và nhĩ trái, tim phải thì gồm thất phải và nhĩ phải. Thì buồng nhĩ được nối với buồng thất qua van nhĩ thất, cụ thể là van hai lá ở tim trái và van ba lá ở tim phải. Van nhĩ thất chỉ cho phép máu chảy một chiều từ nhĩ xuống thất trong thời kỳ tâm trương và đóng lại vào thời kỳ tâm thu để ngăn cản dòng máu vượt ngược. Một cách hoàn toàn tương tự thì van bán nguyệt, hay còn gọi là van tổ chim, chỉ cho phép máu chảy từ tim ra động mạch một chiều vào thời kỳ tâm thu và được đóng lại vào thời kỳ tâm trương. Điều đó thì giúp đảm bảo hoạt động tống máu và độ đầy của tim được diễn ra một cách bình thường. Thì bên cạnh đó thì mình cũng xin nhắc lại một số khái niệm về sinh lý học. Thì thứ nhất là về cung lượng tim. Thì cung lượng tim được định nghĩa là lượng máu do tim bơm ra trong vòng 1 phút. Thì công thức tính của nó thì bao gồm là nhịp tim nhân với thể tích chất bóp. Vì vậy thì tất cả các yếu tố nào ảnh hưởng đến nhịp tim hay là các thể tích chất bóp được liệt kê ở đây thì đều gây ảnh hưởng đến cung lượng tim. Chúng ta cần nhớ rõ cái điều đó để mà ứng dụng vào cái bài suy tim này. Bây giờ chúng ta chuyển sang phần thứ hai của bài suy tim, đó là phần định nghĩa. Thì trước đây thì suy tim được định nghĩa là một tình trạng suy yếu của trái tim khi nó không đảm bảo được cung lượng tim nhằm đáp ứng được nhu cầu oxygen của tổ chức khi gắng sức và hoặc khi nghỉ ngơi. Thì định nghĩa này mặc dù nhấn mạnh được việc không đảm bảo nhu cầu oxygen của cơ thể, tuy nhiên thì lại chưa bao hàm được cơ chế sinh lý bệnh, cũng như là chưa làm rõ được tình trạng suy yếu của trái tim là cụ thể là suy yếu mặt nào. Thì vì vậy người ta sẽ đưa ra một định nghĩa mới đầy đủ hơn. Theo cái định nghĩa mới này thì suy tim là một hội chứng lâm sàng chứ không phải một bệnh, và do những rối loạn về cấu trúc hay là chức năng, có thể là di truyền hay là mắc phải, và làm suy giảm khả năng đổ đầy hay tông máu của tim, và từ đó mới làm giảm cung lượng tim để không đáp ứng được nhu cầu chuyển hóa của cơ thể. Mới này thì suy tim là một hội chứng lâm sàng do những rối loạn về cấu trúc, ví dụ như là bệnh van tim, bệnh cơ tim thâm niên thất vân vân, nói chung là các rối loạn về mặt giải phẫu của tim, hay là chức năng có thể là di truyền hay mắc phải. Di truyền thì chúng ta có thể gặp các bệnh như là cơ tim giãn nở, bệnh cơ tim hạn chế, rồi bệnh cơ tim phì đại, hay là hội chứng Bruganda có thể nhất gia đình. Để chính xác hơn, người ta chia suy tim làm hai loại là suy tim tâm thu và suy tim tâm trương. Suy tim tâm thu là tình trạng giảm khả năng tông máu của tim, còn suy tim tâm trương là tình trạng giảm khả năng độ đầy của tim. Hai cái tình trạng suy tim này thì có nhiều điểm khác biệt với nhau. Về điểm thứ nhất thì trong suy tim tâm thu thì cái buồng tim nó sẽ giãn rộng, còn trong suy tim tâm trương thì cái vách tim nó sẽ dày lên. Điểm thứ hai là phân xuất tông máu trong suy tim tâm thu sẽ thấp và thường nhỏ hơn 40 đến 50%, còn trong suy tim tâm trương thì phân xuất tông máu của nó thường đạt trên 60%, mặc dù vẫn nhỏ hơn bình thường. Nói về phân loại của suy tim thì suy tim được chia làm 3 thể là suy tim trái, suy tim phải và suy tim toàn bộ. Suy tim trái lại được chia làm 2 loại, đó là suy tim cung lượng cao và suy tim cung lượng thấp. Suy tim cung lượng thấp lại chia làm 2 loại là suy tim tâm thu và suy tim tâm trương như nó nói ở trên. Thì chúng ta thường gặp nhất là suy tim cung lượng thấp, cũng là phần chính sẽ được nói ở bài này. Suy tim được khởi đầu
bằng một quá trình bệnh lý nào đó được gọi là nguyên nhân, thì các nguyên nhân này sẽ làm tổn thương trái tim. Thì quá trình bệnh lý này có thể diễn ra một cách đột ngột như là trong các nhóm protein cấp, hoặc là phát một cách từ từ, thì chức năng tim sẽ ngày càng xấu đi theo thời gian. Đến một ngưỡng nào đó sẽ xuất hiện các triệu chứng lâm sàng. Thì giai đoạn mà trước khi xuất hiện triệu chứng lâm sàng được gọi là suy tim còn bù, giai đoạn sau xuất hiện triệu chứng lâm sàng được gọi là suy tim mất bù. Bình thường thì tốc độ suy tim diễn ra một cách chậm chậm, từ từ theo thời gian. Tuy nhiên, nếu bất ngờ một yếu tố thúc đẩy nào đó xuất hiện thì nó sẽ làm chức năng tim xấu đi nhanh hơn, triệu chứng rầm rộ hơn, thì chúng ta gọi cái giai đoạn này là giai đoạn đợt mất bù cấp của suy tim. Thì nếu mà yếu tố thúc đẩy này được loại bỏ sau đó thì tốc độ suy tim sẽ trở lại về bình thường. Tuy nhiên, cần lưu ý, suy tim là một tiến trình không thể đảo ngược. Như ta thấy trên biểu đồ thì cái tiến trình suy tim nó chỉ diễn ra đi lên mà thôi. Ngày diễn đạo sinh lý bệnh của suy tim, thể tích nhát bóp hay còn gọi là stroke volume là thể tích mà tim bơm ra trong vòng một nhát bóp. Vì vậy, khi nhân với tần số tim, ta sẽ được cung lượng tim. Thể tích nhát bóp phụ thuộc vào tiền tải, hậu tải và sức co bóp của cơ tim. Cụ thể, tiền tải có thể hiện ở thể tích máu ở thất trái cuối thì tâm trương, còn hậu tải là kháng lực mà thất trái phải vượt qua để tống máu ra khỏi động mạch chủ. Vì vậy, khi tăng tiền tải, tức là tăng thể tích máu về tim, theo định luật Frank-Starling, tim sẽ tạo một lực co bóp lớn hơn dẫn đến lượng tim tăng. Mặt khác, khi tăng hậu tải do sự cản trở mà thất trái phải vượt qua là lớn hơn, nên hiển nhiên thể tích nhát bóp sẽ giảm. Cuối cùng là sức co bóp của tim. Hiển nhiên, sức co bóp của tim càng lớn, tim càng khỏe thì thể tích máu bơm ra càng nhiều. Sức co bóp này phụ thuộc vào số lượng và chất lượng của sarcomere cơ tim. Chất lượng và số lượng của sarcomere cơ tim sẽ giảm trong các trường hợp như là nhóm cơ tim hay là bệnh tim thiếu máu cục bộ. Trong các trường hợp này, tế bào cơ tim bị thiếu oxy dẫn đến hoại tử và sẽ được thay thế bằng mô xơ. Nói tóm lại, thể tích nhát bóp sẽ tỷ lệ thuận với tiền tải và sức co bóp của cơ tim và tỷ lệ nghịch với hậu tải. Như nói ở trên, ở giai đoạn đầu, mặc dù bệnh nhân đã có sự suy giảm chức năng của thất trái, tuy nhiên lại chưa có các triệu chứng lâm sàng. Lý do là do cơ thể đã thông qua các nhiều cơ chế bù trừ khác nhau để giữ cho huyết động được ổn định. Mình xin chia các cơ chế bù trừ này làm 3 nhóm. Thứ nhất là nhóm bù trừ tại tim, thứ hai là bù trừ do hệ thần kinh thể dịch, và thứ ba là các cơ chế bù trừ khác. Đầu tiên là bù trừ tại tim, thì một trong những cơ chế bù trừ sớm nhất của tại tim đó là tăng tần số tim. Thì cái sự tăng tần số tim này diễn ra nhờ một phản xạ gọi là phản xạ Benbridge. Thế là nhịp tim sẽ tăng khi tăng máu rồi về nhĩ. Như nói ở trên thì chúng ta đã biết là cung lượng tim sẽ bằng tần số tim nhân với thể tích nhát bóp. Vì vậy, khi tăng nhịp tim sẽ làm tăng cung lượng tim. Tuy nhiên thì tăng nhịp có một nhược điểm, đó là nó làm rút ngắn thời gian tâm trương. Điều này dẫn đến hai hệ quả. Hệ quả thứ nhất là thời gian tâm trương là thời gian mạch vành để nuôi tim, nên rút ngắn thời gian tâm trương sẽ làm thiếu oxy nuôi tim. Hậu quả thứ hai là thời gian tâm trương ngắn đi sẽ làm máu về tim không đủ. Theo định luật Frank-Starling thì tim sẽ co bóp không hiệu quả. Chính vì vậy, khi nhịp tim tăng lên quá một ngưỡng, cụ thể là khoảng 180 nhịp tim phút, thì công lượng tim sẽ không tăng mà thậm chí còn giảm. Cơ chế bù trừ thứ hai là giãn buồng tim. Cơ chế này gặp trong các trường hợp làm tăng tiền tải như bệnh van tim trào ngược, tăng thể tích tuần hoàn, vân vân. Máu về tim trong thời kỳ tâm trương nhiều thì theo định luật Frank-Starling, tim sẽ bóp một lực mạnh hơn để tống máu. Cơ chế thứ ba là dày buồng tim. Đây là cơ chế bù trừ khi bệnh nhân có sự tăng hậu tải bằng việc tăng đường kính của các sarcomere, tim sẽ tạo một lực co bóp lớn hơn giúp thắng được hậu tải. Tiếp theo, chúng ta sẽ đi đến nhóm cơ chế bù trừ thứ hai quan trọng không kém, đó là bù trừ nhờ hệ thần kinh thể dịch. Đầu tiên sẽ là bù trừ qua hệ thần kinh giao cảm. Khi mà tình trạng suy tim diễn ra, nó sẽ dẫn đến cung lượng tim giảm, điều này gây ra huyết áp sẽ bị hạ, thì điều này kích thích các áp thụ quan ở xoang cảnh của xoang động mạch chủ. Các thụ quan này khi kích thích sẽ gửi tín hiệu đến trung khu điều hòa tim mạch, từ đó sẽ hoạt hóa hệ thần kinh giao cảm. Hệ giao cảm được hoạt hóa sẽ góp phần làm tăng tần số tim cũng như sức co bóp của cơ tim. Cơ chế bù trừ thứ hai quan trọng hơn là sự hoạt hóa của hệ RAA hay còn gọi là hệ renin angiotensin aldosterone. Như được học ở sinh lý thì renin ở phức hợp cạnh cầu thận sẽ được tiết ra khi lưu lượng máu tới thận giảm, ở đây là do cung lượng tim giảm. Thì renin tiết ra vào máu sẽ làm biến đổi angiotensinogen thành angiotensin 1.
angiotensin 1 theo máu đến phổi sẽ được men chuyển tại phổi biến thành angiotensin 2. Angiotensin 2 sẽ kích thích tuyến thượng thận tiết ra aldosterone và kích thích thùy sâu của tuyến yên tiết ra ADH. Chính vì vậy, hệ RNA khi được hoạt hóa sẽ cho ra hai hệ quả. Hệ quả 1 đó là gây co mạch ngoại biên. Điều này sẽ làm cho duy trì huyết áp bình thường và đảm bảo máu nuôi ở các cơ quan trung ương như não và tim được duy trì. Hệ quả thứ hai là giữ muối nước. Điều này cũng dẫn tới tăng thể tích máu, đồng thời góp phần làm duy trì cung lượng tim bình thường. Ngoài hai cơ chế trên, còn nhiều các cơ chế phụ khác như các peptide lợi niệu, endothelin vân vân. Nhóm thứ ba là bù trừ hệ thống. Thì thật ra các cơ chế này thì một mặt là chỉ là hệ quả của hai cơ chế bù trừ thần kinh thể dục và bù trừ kệ tim. Mặt khác thì chỉ có vai trò không có quan trọng trong sinh lý bệnh của suy tim. Thì các cơ chế có thể kể ra như là tăng thể tích máu, thay phân bố dịch, rồi tăng hồng cầu, tăng khả năng sử dụng oxy của mô, vân vân. Như vậy chúng ta đã điểm qua các cơ chế bù trừ quan trọng trong suy tim. Vậy thì đặt ra câu hỏi là các cơ chế bù trừ này là có lợi hay là có hại? Thứ nhất á, cần khẳng định rằng nó có lợi, bởi vì như nói ở trên thì các cơ chế này có vai trò duy trì huyết động cũng như là cung lượng tim được ổn định. Tuy nhiên thì về lâu dài nó sẽ có hại. Cụ thể, sự kích thích hệ thần kinh thể dục tạo ra các hormone như norepinephrine, angiotensin 2, các tiết lợi niệu, endothelin vân vân. Chính các hormone này kích thích sự tái cấu trúc thất trái. Cụ thể, sự kích thích hệ thần kinh thể dục tạo ra các hormone như norepinephrine, angiotensin 2, các tiết lợi niệu, endothelin vân vân. Chính các hormone này kích thích sự tái cấu trúc thất trái. Tái cấu trúc thất trái có thể hiểu là một tập hợp các biến đổi có hại như tế bào cơ tim bị hoại tử, tế bào cơ tim mất nhạy cảm với giao cảm, phì đại tế bào cơ tim vân vân. Tái cấu trúc thất trái sẽ đóng góp một cách độc lập vào tiến trình suy tim. Sơ đồ này làm rõ tác động bất lợi của cơ chế bù trừ. Bệnh lý nguyên nhân gây ra tổn thương ban đầu sẽ làm suy giảm chức năng tim, cung lượng tim giảm, sẽ kích hoạt hệ RNA cũng như hệ thần kinh giao cảm và giải phóng ra các hormone như angiotensin, catecholamine vân vân. Các chất này như nói ở trên gây ra sự tái cấu trúc thất trái, chính là một nguyên nhân thứ phát đóng góp độc lập vào tiến trình suy tim. Mặt khác, các chất này gây ra sự co mạch cũng như là làm tăng sự giữ muối nước, dẫn đến tăng tiền tải và hậu tải, lại càng làm giảm chức năng tim. Có thể nói sự tác động qua lại của nguyên nhân và các cơ chế bù trừ đã tạo ra một vòng xoắn bệnh lý làm chức năng tim ngày càng suy giảm. Nói tóm lại, các cơ chế bù trừ là cần thiết và giúp đảm bảo sự nuôi dưỡng cũng như đáp ứng nhu cầu chuyển hóa của cơ thể ở giai đoạn đầu. Tuy nhiên, càng về lâu dài thì các cơ chế này sẽ có hại. Nhiều loại thuốc giúp chặn đứng các cơ chế bù trừ này sẽ giúp điều trị hiệu quả suy tim và ổn định chức năng tim hơn, như thuốc ức chế men chuyển, thuốc ức chế beta vân vân. Về hậu quả, để dễ nhớ, ta chia hậu quả của suy tim làm 3 loại, đó là hậu quả trước tim, hậu quả tại tim và hậu quả sau tim. Thứ nhất là hậu quả trước tim, đó chính là sự giảm cung lượng tim. Tuy nhiên, cần lưu ý là các hệ quả này không xảy ra ở các trường hợp suy tim cung lượng cao. Nhóm hậu quả thứ hai là hậu quả tại tâm thất. Ta sẽ nhắc lại một số khái niệm. Phân suất tông máu hay còn gọi là ejection fraction, ký hiệu là EF, được tính bằng cách lấy thể tích nhát bóp chia thể tích máu cuối tâm trương. EF được xác định là giảm khi nhỏ 40% và bình thường khi lớn 50%, khoảng từ 40 đến 50% được gọi là thang xám hay gọi là vùng không rõ ràng. Trong suy tim tâm thu, thể tích nhát bóp sẽ giảm, tuy nhiên thể tích máu cuối tâm trương lại bình thường. Điều này dẫn đến EF sẽ giảm. Đối với suy tim tâm trương lại không như vậy. Ở trường hợp này, máu về tâm thất ở cuối thực vị tâm trương sẽ ít, vì vậy cả thể tích nhát bóp và thể tích máu cuối tâm trương đều giảm, vô hình chung sẽ không làm ảnh hưởng đến EF. Như trên đình biểu diễn thì suy tim VOS giảm hay còn gọi là suy tim tâm thu sẽ có các biểu hiện như là buồng thất ngày càng giãn, thành thất ngày càng mỏng, sức co bóp ngày càng yếu. Còn đối với suy tim VOS bảo tồn hay còn gọi là suy tim tâm trương thì buồng thất sẽ nhỏ hơn bình thường, thành thất sẽ dày và cứng hơn. Nhóm hệ quả thứ ba là nhóm hệ quả ngược dòng. Suy giảm chức năng tim đến một mức độ nào đó sẽ khiến máu ứ lại ở thất, rồi từ từ ngược dòng lên nhĩ trái, gây tăng áp lực nhĩ trái lên mạng ngoài phổi, gây tăng áp lực ngoài phổi. Mặt khác, tăng áp lực ngoài phổi cũng chính là tăng áp lực hậu tải của tim phải. Lâu dài, tim phải sẽ bị suy, máu lại ứ ngược dòng lên hệ tĩnh mạch ngoại biên, gây tăng áp lực tĩnh mạch ngoại biên. Nguyên nhân gây suy tim thì rất là đa dạng,
như nói ở phần định nghĩa, bất kỳ một rối loạn cấu trúc hay chức năng nào của tim đều có thể gây ra suy tim. Ở đây mình sẽ hệ thống hóa và chia các nguyên nhân thành 5 nhóm theo suy nghĩ bệnh. Đó là tăng tiền tải, tăng hậu tải, rối loạn tại cơ tim, rối loạn chức năng thư giãn cơ tim, suy tim cung lượng cao. Nguyên nhân thứ nhất là do tăng tiền tải. Ví dụ như trong bệnh hở van hai lá, trong thời kỳ đâm thu, máu ngoài việc bơm qua ba động mạch chủ để cung cấp máu cho các cơ quan sẽ bị trào ngược qua van hai lá về nhĩ trái do van hai lá không đóng kín. Hệ quả là trong thời kỳ đâm thu, thất không chỉ nhận máu từ tim phổi trở về như bình thường mà còn phải nhận máu thêm từ lượng máu trào ngược. Tương tự như vậy, trong bệnh hở van động mạch chủ, thất trái không phải nhận hai luồng máu trong thời kỳ đâm chương do lượng máu từ nhĩ trũng thất và lượng máu trào ngược từ van động mạch chủ. Một trường hợp khác là thông liên thất, trong thời kỳ đâm thu, máu từ thất trái ngoài việc được bơm ra cung động mạch chủ còn được bơm qua buồng thất phải. Lượng máu này ngay lập tức được thất phải bơm lên mạng máu mạch phổi. Như vậy, lượng máu tới máu mạch phổi sẽ tăng lên. Điều này đồng nghĩa trong chu truyền tim tiếp theo, máu từ phổi về tim sẽ nhiều hơn, tức là tăng tiền tải của tim phải, của tim trái. Nhóm nguyên nhân thứ hai là tăng hậu tải. Các nguyên nhân bao gồm hẹp van động mạch chủ, tăng huyết áp, hẹp eo động mạch chủ. Cơ thể sẽ thích nghi lại bằng cách làm tăng độ dày thành cơ tim, tức là làm tăng đường kính của sợi sarcomere cơ tim. Điều này tạo ra một sức co bóp lớn hơn đủ để thắng được hậu tải. Tuy nhiên, việc dày thành cơ tim có một nhược điểm, đó là khối lượng của cơ tim sẽ tăng lên, đồng nghĩa với nhu cầu oxy sẽ tăng cao. Mặt khác, mạng máu mạch vành lại không tăng lên một cách tương ứng. Một trường hợp khác là thông liên thất. Trong thời kỳ đâm thu, máu từ thất phải ngoài việc được bơm ra động mạch chủ còn được bơm qua buồng thất phải. Lượng máu này ngay lập tức được thất phải bơm lên phổi. Như vậy, lượng máu tới mạch phổi sẽ tăng lên. Điều này đồng nghĩa với việc trong chu truyền tim tiếp theo, máu từ phổi về tim sẽ tăng lên, tức là tăng tiền tải của tim trái. Đây là bảng biểu diễn sự tương quan của đường kính trái vào cơ tim và mật độ ông mạch trong tim. Ta thấy trên một trái tim bị phì đại, đường kính của cơ tim có thể tăng gấp 1,5 lần so với người bình thường. Tuy nhiên, vì hệ thống mạch vành không tăng một cách tương ứng, dẫn tới tình trạng mật độ ông mạch trong tim rất thấp. Vì vậy, khi hoạt động căng sức, tim của cơ tim dễ bị thiếu oxy. Do đó, cơn đau thắt ngực có thể xảy ra trên bệnh nhân có suy tim do tăng hậu thải, ngay cả khi không có sự tăng tắc nghẽn thực sự trong lòng mạch vành. Nhóm thứ ba là các rối loạn về cơ tim. Nguyên nhân thường gặp nhất trong nhóm này là bệnh mạch vành. Tình trạng thiếu oxy trong bệnh mạch vành lâu dài sẽ làm tế bào cơ tim bị tổn thương và hoại tử, dần dần sẽ được thay thế bằng mô xơ. Điều này làm giảm về cả chất lượng và số lượng của cơ tim. Nên hiếm gặp hơn là bệnh cơ tim giãn nở, bệnh cơ tim phì đại và bệnh cơ tim hạn chế. Khác với các tình trạng phì đại hay giãn thất trái, được xem như một cơ chế bù trừ xảy ra sau một nguyên nhân ban đầu. Trong các bệnh cơ tim này, cơ tim bị biến đổi mà không liên quan đến các tổn thương nguyên phát như tăng huyết áp, bệnh mạch vành, bệnh van tim, vân vân. Nguyên nhân của các bệnh cơ tim này thì rất đa dạng, từ di truyền, siêu vi, miễn dịch, vân vân đến các bệnh cơ tim vô căn. Nhóm thứ tư là rối loạn chức năng thư giãn của cơ tim. Trong các trường hợp tăng hậu tải, thất trái sẽ thích nghi bằng cách dày đồng tâm, tức là tăng chiều dày vách và thu nhỏ bán kính của buồng thất. Sự tăng chiều dày vách sẽ làm cơ tim lớn hơn và kho giãn ra hơn. Thu nhỏ bán kính buồng thất sẽ làm giảm sức chứa của thất. Cả hai hệ quả này để làm rối loạn chức năng thư giãn của tim. Nguyên nhân cuối cùng là suy tim cung lượng cao. Bệnh nhân thường có chức năng tim hoàn toàn bình thường, tuy nhiên nhu cầu trao đổi chất của cơ thể lại tăng cao, vượt quá sự đáp ứng của tim. Các nguyên nhân có thể kể ra là cường giáp, beriberi, thông động tĩnh mạch hay thiếu âu mạng. Suy tim cung lượng cao thường hiếm gặp và ít khi xảy ra trên một trái tim bình thường. Đây là các nguyên nhân suy tim đã được sắp xếp theo mức độ phổ biến giảm dần. Bao nhiên hàng đầu là bệnh vành, tăng huyết áp, bệnh van tim. Chúng ta cần lưu ý đặc biệt ba nguyên nhân này, bởi vì khi bị loại bệnh án thì chúng ta sẽ xét đến đó đầu tiên. Bệnh rối loạn nhịp thì cũng có thể gây suy tim, tuy nhiên rối loạn nhịp này phải là mãn tính và kéo dài. Các bệnh còn lại như bệnh cơ tim, bệnh tim bẩm sinh, vân vân thì đã trở nên loại trừ. Chúng ta chỉ nghĩ đến nó khi loại trừ các nguyên nhân khác. Phần triệu chứng để dễ ghi nhớ hệ thống, các chia triệu chứng làm hai loại, đó là triệu chứng của suy tim trái và suy tim phải. Ở suy tim trái như trên hình vẽ, có rất nhiều triệu chứng như là khó thở khi phát về đêm, khó thở khi gắng sức, khó thở khi nằm. Rồi các triệu chứng tại phổi như ho, ran phổi, đàm bọt hồng,
hay một số triệu chứng có đặc hiệu như buồn chồn, mệt, xanh tím, vân vân. Chúng ta thì chỉ tập trung vào các triệu chứng đặc hiệu như khó thở khi nằm, khó thở khi gắng sức, khó thở khi vấp về đêm. Các triệu chứng thực thể như giày thất trái, phản thất trái, calo T3, T4, vân vân. Đó là những triệu chứng đặc hiệu giúp chúng ta trở nên suy tim như lâm sàng. Bệnh nhân suy tim, khó thở sẽ là triệu chứng hay gặp nhất và là tai biến chính của bệnh nhân. Vì vậy khi hỏi bệnh sử, chúng ta khai thác chi tiết triệu chứng này. Nếu chúng ta khai thác bệnh sử mà nêu bật ra được một bệnh cảnh mà đầu tiên là khó thở khi gắng sức với mức gắng sức giảm dần theo thời gian, sau đó là khó thở khi nằm, rồi khó thở khi vấp về đêm, chúng ta sẽ kết luận ngay bệnh nhân có tình trạng khó thở phù hợp với diễn tiến của suy tim. Và bệnh nhân này chắc chắn chỉ rơi vào hai trường hợp: thứ nhất là suy tim trái và thứ hai là hẹp van hai lá. Đây là một điều rất là quý giá bởi vì nó sẽ rút ngắn cái quá trình biện luận của ta khi làm bệnh án. Các yếu tố giúp chúng ta đánh giá được mức độ gắng sức của bệnh nhân chính là những công việc hàng ngày của họ như leo cầu thang, quãng đường đi được, số kg vác được, vân vân. Thì điều đánh giá này là cần thiết cho việc điều trị cũng như là phân độ của suy tim. Mức độ tiếp theo là khó thở khi nằm, khó thở thường giảm khi bệnh nhân ngồi dậy. Xác định chính xác khó thở khi nằm bằng cách hỏi số gối bệnh nhân sử dụng để kê đầu khi ngủ, cũng như hỏi về tư thế dễ chịu khi bệnh nhân ngủ. Cần lưu ý là so sánh với quá khứ của bệnh nhân, vì một số bệnh nhân có thể có thói quen ngủ nhiều gối. Cơ chế gây ra khó thở khi nằm trong suy tim là do bệnh nhân có sự tăng hồi lưu tĩnh mạch về tim. Khi nằm, tim sẽ nằm ở vị trí ngang với chi dưới và nội tạng, tạo điều kiện cho máu từ các cơ quan này về tim. Mặt khác, do tim bị suy nên không thể đẩy máu đi được, dẫn tới tăng áp lực ngoại hoại phổi, gây ra tình trạng khó thở. Ngoài ra, một cơ chế phụ khác là do khi nằm, di động của cơ hoành bị cản trở nhiều hơn do tạng trong ổ bụng. Khó thở khi nằm là khó thở kịch phát về đêm. Đúng như tên gọi, đây là một tình trạng kịch phát, thường được miêu tả là cơn khó thở đột ngột ập đến sau khi bệnh nhân ngủ từ 1 đến 2 giờ, khiến bệnh nhân phải đột ngột bật dậy, rất lo lắng và hoảng hốt. Điểm chính để phân biệt khó thở kịch phát về đêm với khó thở khi nằm là khi khó thở kịch phát về đêm thì chỉ giảm sau khi một bệnh nhân ngủ ngồi dậy một khoảng thời gian, chứ không giảm ngay lập tức như khó thở khi nằm. Triệu chứng khác cũng có giá trị tương đương với khó thở kịch phát về đêm, đó là khó thở phải ngồi. Trong nhiều trường hợp đặc biệt thì ví dụ như bệnh nhân bị già lú lẫn hoặc là bệnh nhân bị hôn mê thì việc khai thác các bệnh sử và khám đôi lúc khó khăn. Ngoài ra, việc hỏi bệnh sử và khám lâm sàng thì có độ nhạy và độ đặc hiệu không cao trong chẩn đoán suy tim. Chính vì vậy thì các cận lâm sàng thì là cần thiết và có giá trị lớn trong chẩn đoán suy tim. Thì cận lâm sàng đầu tiên và quan trọng nhất là cận lâm sàng về siêu âm tim. Tim giúp chúng ta chẩn đoán suy tim bằng cách xác định phân số thông máu để đánh giá chức năng cơ tim, đồng thời cũng giúp chúng ta đánh giá kích thước của tim. Ngoài ra, siêu âm tim cũng giúp chúng ta tìm các nguyên nhân của suy tim, ví dụ như hình ảnh sự dòng máu phụt ngược sẽ gợi ý bệnh hở van tim, vùng giảm động hoặc vô động sẽ gợi ý bệnh mạch vành. Một cái cận lâm sàng khác cũng có giá trị lớn trong chẩn đoán suy tim đó là X quang ngực thẳng. Thì trên phim X quang ta có thể thấy hình ảnh lớn hết trái thể hiện qua bọc tim to, và hình ảnh của hình ảnh phụ mô kẽ phù phổi thể hiện bằng cách là các đường kẹt ly hay là các hình ảnh cánh bướm basswing. Ngoài ra thì chúng ta có thể thấy hình ảnh tái hô hấp tuần hoàn phổi bằng việc là thấy hình ảnh mạch máu rõ hơn ở đỉnh phổi so với đáy. Cận lâm sàng thứ ba đó là điện tâm đồ. Thì thực sự điện tâm đồ không giúp chúng ta đánh giá chức năng cơ tim, tuy nhiên thì điện tâm đồ vẫn được sử dụng bởi vì nó giúp chúng ta đánh giá được tình trạng rối loạn nhịp như là trung nhĩ, rồi nhịp nhanh vân. Rồi ngoài ra nó còn giúp chúng ta đánh giá vị thất trái cũng như được kiểm tra tình trạng nhớ cơ tim, bệnh vành vân vân. Suy tim phải độc lập thường hiếm xảy ra, mà ta thường gặp suy tim phải xuất hiện như là biến chứng của suy tim trái. Các triệu chứng của suy tim phải được chia làm hai nhóm là triệu chứng tại tim và triệu chứng ngoài tim. Triệu chứng tại tim bao gồm dấu hạc xe, dấu ở trước ngực, galo T3, T4 bên phải, âm tử tâm thu của hở bà la cơ năng. Các triệu chứng ngoài tim có cơ chế là do sự ư máu ngoại biên. Ư máu lên tĩnh mạch chủ trên thì cho ra triệu chứng tĩnh mạch cổ nổi, ư máu lên tĩnh mạch chủ dưới cho ra gan to, phù chân, báng bụng. Một điều cần lưu ý là ở suy tim phải giai đoạn đầu, gan sẽ to làm căng bao gan, tạo cảm giác căng tức. Khi điều trị tích hợp, gan sẽ từ từ trở về bình thường, đó là gọi là dấu hiệu gan đàn xếp. Tuy nhiên, nếu tình trạng suy tim không được cải thiện, gan xuất huyết một thời gian dài sẽ gây ra thiếu oxy tế bào gan, sơ hóa tế bào gan, cuối cùng dẫn đến sơ gan tim. Lúc này gan không to nữa
mà gan teo. Yếu tố thúc đẩy của suy tim bao gồm nhiễm trùng, rối loạn nhịp, không tuân thủ điều trị, nhồi máu cơ tim, tăng huyết áp, ăn mặn. Một số yếu tố khác như là thuyên tắc phổi, thiếu máu, cường giáp, thai kỳ, viêm cơ tim. Đây là các nguyên nhân thứ phát thúc đẩy bệnh nhân vào đợt mất bù cấp và khiến bệnh nhân phải nhập viện. Do đó, muốn điều trị suy tim tốt, chúng ta phải tìm các nguyên nhân thứ phát này và loại trừ chúng. Cần lưu ý, các yếu tố thúc đẩy này phải mang tính chất cấp tính và tăng nặng hơn so với trước. Ví dụ như bệnh nhân suy tim, tôi đối đáp bệnh nhân được 150 trên 90 thì theo GNC 7, bệnh nhân được xếp là tăng huyết áp độ 1. Tuy nhiên, chưa chắc bệnh nhân là tăng huyết áp là yếu tố thúc đẩy của đợt này. Điều quan trọng là phải so với huyết áp này so với huyết áp bình thường của bệnh nhân. Tương tự, ăn mặn cũng phải ăn mặn hơn so với trước, thiếu máu rồi là thiếu máu cấp tính, vân vân. Để mà phân độ suy tim, chúng ta sẽ dùng bảng phân độ Nha. Thì Nha sẽ chia làm 4 mức độ. Độ 1 thì có bệnh tim nhưng không có giới hạn hoạt động thể lực. Hoạt động thể lực sẽ không gây mệt, hồi hộp, khó thở hay đau ngực. Độ 2 thì có bệnh tim và cái giới hạn nhẹ hoạt động thể lực. Dễ chịu lúc nghỉ, nhưng khi hoạt động thể lực thì gây mệt, hồi hộp, khó thở, đau ngực. Độ 3 thì có giới hạn đáng kể hoạt động thể lực. Dễ chịu lúc nghỉ, nhưng khi hoạt động nhẹ thì gây mệt, hồi hộp, khó thở hay đau ngực. Độ 4 thì có bệnh tim và có triệu chứng cơ năng như là khó thở, đau ngực bất kỳ lúc nào kể cả khi nghỉ ngơi. Thì các hoạt động thông thường sẽ được hiểu là hoạt động thường ngày như là chân tay, đi chợ. Các hoạt động nhẹ thì bao gồm là quét nhà, phơi đồ. Các hoạt động vệ sinh cá nhân như thay đồ, đánh răng, rửa mặt thì được xem là tương đương với mức độ nghỉ ngơi. Để ra chính xác phân độ Nha, chúng ta cần lưu ý một số điểm sau. Thứ nhất, phân độ Nha là một phân độ về mặt chức năng, tức là phân độ dựa trên các triệu chứng cơ năng. Chính vì vậy, nó được áp dụng cho suy tim mà không quan tâm đến đó là thể suy tim nào, suy tim trái, suy tim phải, suy tim thu, thông trương đều có thể đánh giá Nha. Thứ hai, phân độ này chỉ dùng cho suy tim mạng ổn định, nên chúng ta sử dụng các triệu chứng trong đợt mất bù cấp để phân độ thì không được, mà phải đợi bệnh nhân ra khỏi cơn mất bù cấp thì mới phân độ. Nói tóm lại thì tất cả các kiến thức chúng ta đã vừa đi qua trong bài này thì đều trả lời 5 câu hỏi như sau. Thứ nhất là chẩn đoán xác định của bệnh nhân này có thực sự suy tim hay không. Thứ hai là thể suy tim là gì, suy tim phải, suy tim trái, suy tim toàn bộ. Thứ ba là phân độ này là phân độ Nha là độ mấy. Thứ tư là nguyên nhân gây suy tim là gì. Thứ năm là cái gì đã thúc đẩy bệnh nhân đến với đợt cấp này. Một ví dụ về chẩn đoán đầy đủ của suy tim là suy tim trái độ 3 thêm Nha do bệnh hở van hai lá hậu thấp, yếu tố thúc đẩy là rung nhĩ.